mình đi ra lấy mũ nha. Rồi con xuống dưới đây rửa luôn. Ai chê, ai chê, được 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 được. Treo đây đây, tới cái kia đập cho cái gì, nó gãy, nó gãy cái dao đây 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 đây. Dập cuối. Bây giờ nó lấy cái đốt, còn chung đi lấy. Ây chê, ây chứ thế. Thì như người rừng dưới trời. Sao bằng đồ đế đâu không. Người rừng á. Ây chê, được, 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 được. Đốt lửa lên tí coi có món gì nữa không, con bả lên lên trên thằng đế ấy. Đây mày tí nè, bả lên miếng đế trong là mình. Đây mày tí sẽ đập củi. Đây đây bả củi, củi tí chậm. Còn cái đó đập đi luôn con. Đập đi xong rồi bảo bảo đây luôn. Cái này chín rồi nè. Giống người tiền sử quá. Này. Coi chừng nó cháy á, đó. Ok, đây được mớ cuối đây. Rồi, bỏ vô. Bỏ vô để cho nó có then. Đây, giờ xẻo này nó cháy gì nữa. Từ, 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 đi đi, bỏ nè. Đập nhỏ đi. Từ. Từ để gì? Bỏ mấy cái này vô cho nó cháy. Xong bỏ củi vô. Bỏ cái nhỏ nhỏ trước đi. Kìa, cái rau sau kìa chú bỏ đi. Gì vậy? Cho nó khói. Cháy, cho nó khói như vậy, nó khô mà cháy, cháy, không cháy gì nữa. Rồi, giờ cho châm lửa lên tí. Đây, giờ chưa. Rồi, bà cố về. Cúi to chứ gì? Thôi, thôi quay kia chiến đi. Rồi để cho nó cháy đi. Cho nó cháy vào tí rồi. Rồi có món gì cho mình nướng tiếp. Đấy. Rồi đi. Đi đi, đi quay kia ngồi đi. Tí tí nó cháy rồi con à.
Thôi đứng yên đi. Đi đi đi. Chừng phòng chân. Không. Rồi đi 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 đi. Cho nó cháy đi. Chụp vô, chụp vô. Ây dê. À! Đây, 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 đây. Đây mẹ con. Đây, cua. Cảm ơn thịt kìa. Lấy con. Cái bẫy, lấy bẫy, lấy bẫy, lấy bẫy. Miếng thịt nãy con. Rồi. Rồi, bỉ càng luôn, bỉ chân luôn. Mình đâu ăn chân đâu. Chân. Ok, cảm ơn cua. Rồi thẻ miếng thịt xuống. Ủa nãy thẻ bên kia rồi. Rồi. Đây thẻ đây thịt xuống. Thịt quá, nãy em rớt ngay đây nè. Rồi. Mất rồi nè. Thế đâu, đường đường thẻ đây, thẻ đây. Thẻ đi xuống luôn á. À. Trời, bả bị nhựa. Nướng luôn. Nướng nướng luôn hả? Quá tuyệt vời. Em nghe tiếng là đang bắt cua. Đâu cua đâu. Nướng kiểu gì? Để cho cái này nó chín đi xong rồi nướng. Cho bỏ đây đâu xe đâu. Ok. Hồng bắt cua thì không có, mà Hồng không bắt cua thì rè, nó rè, rớt kèm thì đúng. Lấy kèm. Thảo lên em mới tiếng không? Mình xin nướng. Hui. Thấy kịp chứ không? Thấy kịp chứ không? Kịp. Đâu? Đầu nha. Không? Không. Đây nè, lúng luôn nè. Đỏ luôn. Không xe đâu, nó dính ra ngoài mẹ. Ây giời, chào xe điện thu đi tiếp nè. Lấy kèn đi, kèn cũng ăn. Thổi đi. Từ, chú ní nè. Rồi, ba cua vô luôn, đó. Rửa rồi. Chỉ được món cua. Quá tuyệt vời. Đây, mẹ cũng chiều à. Đây, và sau khi đây ăn xong ngủ nghỉ nè. Đây là con chuối nè. Em đã tiến xe. Đây là cái món này, món thịt nướng nè. Ké thì câu câu không 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 có. Dưới đây hết ké rồi. Banh rê mặt rê rê em mới tiếng đó. Rồi ok đó. Rồi quậy vô cho miếng thì nó rớt dưới suối rồi. Ừ. Đây là tiếng châu Phi nè, điên thu điên thích luôn. Nó làm cừu rê là muốn chết thuốc ngừa. Ừ. Rồi để cho nó réo đi. Ủa còn cái dĩ đâu? Đập 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 đập. Ấy ấy. Đập ở trên tầng ghế đó. Cơ.
lấy từ miếng đi. Sắp lên. Ừ, vậy tí ăn với muối, muối gì, muối ớt hả? Muối chiên chanh. À, trời. Dạ, nó có chanh. Có quên chanh rồi. Muối ớt còn được. Muối nè. Mà chết, mà chết. Ké thì không thấy đâu á. Ké câu gì mà buổi trời mà không thấy ké. Bắt bài bén vào. Vừa thôi con à, nướng nướng lần hai lần. Đó, ok, hài bén chưa? Tí lên kia cắt cái lấy chuối đúng không? Trên đây nè, coi chuối rừng trên đây nè. Rồi, bao yên nó đi. Chú đừng có dính đất. Rửa bát khen đi. Này trời trời có then rồi đó, ngon nghẹn luôn. Rửa cái miếng đó ra luôn ấy. Nó khói. Rồi bỏ lên, này vừa luôn. Này xem. Chi vậy, chi vậy? Được rồi. Để cho nó cao lên vậy đi. Bây giờ nó dính á. Ây chê, hồi cơ. Để chưa? Săn ké giờ không có ké, bắt đầu rồi vụ hỏi bỏ gì? Keo dữ hả? Keo không? Keo quá, sợ nó không chín đâu. Rồi, ok. Đó, được hả? Đó, ok luôn. Trùng lét, cái này, tay chặt nóng. Ừ, dỡ rồi. Ok. Thịt này sợ nó chín. Chứ mình trở chưa? Nó mỏng mà. Không. Mày nén chưa? Đây, xem. Này, nén chưa? Tiếng giờ là muối. À, bà bén chưa? À, bà đó. Tí nó nướng lần nó y. À, đi kịp xin. Chứ suối đèn ké không? Ké mà ké nhỏ. Dạo này nó hết ăn rồi, có mấy bữa trên kia. Bữa trên kia nhưng mà do là nó xe quét. Còn quét.
Nghe tiếng này là muối. Thật kìa, nó mỏng mỏng mỏng, dở chín ăn thế à. Ủa cá chanh mày sao con leo cá chanh? Nó bị vỉ á. Hả? Nó lên xin nè. Thành viên nào mà thấy chú cháu tôi khổ ủng hộ nha. Đây kiểu như người rừng luôn. Đây em mới tiếng là hết thì đây thành người rừng luôn nè. Hay xe ngon dữ ta. Nó biết lẽ gì không cho nó chết nên cắt cái đầu lá chuối. Thử ngon chưa? Thử để gì vậy? Dự ăn luôn. Có bao ngọt không? Có. Đây, bên này là con suối này. Mà tiếng giờ đi cắt lấy chuối không? Đây. Đó, nó còn gần đây nè con à, không không cần phải đi xe đâu. Đâu. Đây chú ơi, chú kịch. Nè. Đây có cái gì chú này. Đừng cái tay nó dính mũ nha. Rồi con xuống đây con rửa luôn. Đây, nước mát lắm. Đây, ui nha. Để nó rách á. Ok luôn. Không, con cắt khúc đầu em ơi tiếng. Cắt một mớ đi trong đầu đỡ tí tới đó nó chín mình gấp ra. Đó, đúng rồi. Ok. Đúng rồi đó.
bởi vì kia cô ơi, coi chừng nó dính dừa nha. Đây để cho kịp xuống cửa. Đây mình tiến lên dọn vô kia đỡ ăn đó, tí ăn gì đó. Ồ, nó khô luôn à. Đừng thở, nó bay kia luôn. Nhìn nó keo quá, em mới tiếng à. Bây giờ kiếm kiếm gì, dở. Nó dên. Đây. Đó. Thảo xương xương nha. Cho đi nước đi. Thì ra tí con sắp một lần nữa. Sắp dày vô luôn, vì họ cắt móng mà. Đó con suối nè. Suối mà ké cầu. Cầu nó không ăn. Nó nhỏ quá. Mấy chú cháu cầu cái buổi trời mà không được. Rồi còn món cuối cùng. Một ngày á, thử thách một ngày á. Nhảy chưa? Này. Này tiếng về ở dưới kia. Trời đây cũng một điên rồi. Ai chè muốn chín không? Cọc cần lại thẻ thử em ơi tiếng. Thử con nào đớp không? Kế nó không ăn nữa. Thấy nhỏ quá. Sao? Giọt không? Tắm luôn đi. Tắm cho nó mát cho lạnh vậy. Này. Tí thì Kiệt sẽ xuống tắm. Đây còn chín rồi em mà tiếng không? Nó không lớn tí vô Kiệt câu vô. Đứa có không? Mắc lên, nướng luôn. Kế hiếm quá. Chín không? Hoài đi máu tái. Khô luôn ừ. Thử coi. Mà xét xét xuống.
Đây nè. Giờ đây cây chín ở bên này. Kéo vô. Kéo thang vô cho đỡ nó hết thang. Thôi đừng gáy nữa. Đừng có đạp nữa. Bả lên. Tí nữa nó tắt hết ra. Nó cháy. Chín chưa? Đó. Trời nó khô không rồi nè. Trời nó chưa chín ngoài đây nè. Xèo chín rồi đó đúng không? Đây. Trời ơi, nó đầy khối rồi mà bỏ thêm vô làm chi vậy chị? Sữa. Trời, thơm hả chứ? Gì cái gì thịt trái sữa? Nè, tinh bột. Rỡ dữ đi. Chính hừ. Chưa hoài là còn gì mà. Nhìn khô chứ hả? Ừ, thấy chưa? Ở đó nó đã chín một mặt luôn. Thảo lên em mấy tiếng không? Thảo lên thử rồi. Em tiếng giờ nướng thịt. Đó, ok luôn đấy, thấy chưa? Trời ơi, vậy nó nhanh không? Nãy giờ thiệt tình. Nó cháy á, em tiếng không? Cù khen ngon đó. Thử rồi. Ui trời ơi. Cháy đen hết rồi. Nó khô hết rồi. Chín rồi đó. Chưa cháy hoài. Ok rồi á. Thầu cái này nó muốn cháy mà. Ô hoài nghe. Thầu đợi đi về lấy kia đâu rồi. Giờ thử thưởng thức đi, thưởng thức trước đây cho nó ngon đi. Ừ. Nóng không? Nó khô. Ừ, nó rớt. Lấy mấy cái đó này. Ồ, nó khô giòn luôn rồi. Nó cái mua thường như mua bè chữ, mua được nướng. Nướng nó khét chưa? Này nè. Chín rồi. Trời, cái này nó giòn luôn. Ê, trời ơi. Rồi giống như sấy vậy nè. Ăn có ăn được rồi. Thịt sấy vậy. Sao mấy con khô như thế này nè. Trời coi nè. Cứng như cục đế vậy. Gì mà cứng. Nè. Rồi chín hết rồi. Trời lê lẹ một quận nữa là y luôn á. Này xem, ngon quá. Đó vậy em mới tiếng, đó vậy xong rồi làm tiếp. Nè bỏ làm vô.
Ngon quá. Quá tuyệt vời. Dày vô con. Một lần nữa hết luôn đi. Đúng rồi. Một lần luôn. Không biết sao do nó nóng nè, đé nữa nên là kiểu nó khô luôn chứ nó không phải nó chín nữa mà nó khô luôn. Ngồi thật chưa? Cột cờ thế là tuyệt vời. Rồi đây về đây chiến thôi, còn đó là tí sẽ ăn tiếp. Đây nó có cái đồ nhìn được không? Ai. Đớp thôi, đầy khô luôn rồi. Thịt gác bóp. Muối của em mà tiếng làm ngon đó. Khô quá. Rồi như bé vậy. Này nó chín nè. Chín mềm. Chưa chín còn dữ chưa? Khô luôn mà chưa chín. Ngon, muốn ngon chưa? Rồi rồi, ăn món này ngon chưa? Cay quá. Hả? Cay. Rất là cay. Cũng giòn lắm không? Vì mình lên chưa chín. À, mì miếng trắng này nè. Rồi, cái miệng giòn nữa đó. Rồi, cứ nhắc luôn. Mì thấm gia vị nó ngon. Ừ. Thì nắm gia vị ngon. Ừ. Không chấm gì cũng ngon. Ừ. Còn mét rồi. Mày đâu mấy? 6, 7. Nhanh vậy? Cây khí hậu ngon quá. Những này là mới ố vô ôi nè, quế tuyệt vời. Chỉ còn suối. Ngon chưa? Ngon. Ừ.
rồi bên bờ suối. Một ngày hôm bữa tìm kiếm thức ăn, giờ là ké, có ké này lên không có ké nữa. May cầm hai trái bắp. Được kìa, tao tao cỡ thôi. Ui, này. Kẹo cay không? Ăn đi, ăn mạnh đi. À, mùa khô luôn. Mùa ớt ngon chưa? Quá tuyệt vời. Giòn ngon. Ăn bắp như này mới ngon. Con suối này bình thường là nó như này, cua ké đồ nhiều quá, bây giờ thì không thấy nữa. Ăn nó đi. Cay quá không? Cay hay vậy? Cái đầu cây chứ thấy bình thường nè. Ăn đi, ăn ăn đi. Để kịp lên trở nha. Ai dìa. Đây con chuối nè. Ai dìa, trời ơi, chuối này nó mát lắm. Ai dìa, ké kìa. Điều ké này nó không bằng cho anh chưa. Suối này nó cạn. Em cái tiếng này khỏe không? Ây da. Xong cái này nó là hết một ngày. Mày cái cháu cái gì lại? Này là kêu là thử thách bản năng sinh tồn nè. Nên là giờ thẻ trời ơi, mất hồn. Thằng này rung cái máy luôn. Chú cháu chia về lại à, anh chị em nào yêu mến thì ủng hộ bằng cách like chia sẻ, và mấy chú cháu chia đeo video hay hơn. Một ngày giờ cũng còn chiêu à, đây tí sẽ tắm.